Thời gian qua, đội quản lý thị trường số 1 cục quản lý thị trường tỉnh Sơn La và các cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra chất lượng mặt hàng mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe gắn máy nhằm ngăn chặn các loại mũ giả, chất lượng kém tiêu thụ trên thị trường, bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông. Đội quản lý thị trường số 1 thường xuyên kiểm tra các cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm trên địa bàn thành phố Sơn La, qua kiểm tra cho thấy không có cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu mũ bảo hiểm. Tuy nhiên vẫn có một số cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm không đúng tiêu chuẩn, hầu hết các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm thuộc diện nhỏ lẻ chấp hành tốt các quy định của nhà nước về chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, gắn dấu hợp quy. Gia đình tôi bán mũ bảo hiểm này là nhập mà từ công ty GRS. À, hàng chất lượng cao, có uy tín à, à, có đảm bảo uh, tiêu chuẩn chất lượng. Thông tư liên tịch số 06 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải quy định mũ bảo hiểm cho người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe điện, xe đạp máy khi tham gia giao thông là mũ có đủ các tính năng, cấu tạo đủ 3 bộ phận: vỏ mũ, đệm hấp thụ xung động bên trong vỏ mũ, đệm bảo vệ và quay đeo có kiểu dáng đáp ứng yêu cầu quy định được gắn dấu hợp quy CR ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật. Trong thời gian qua đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát về mặt hàng mũ bảo hiểm. Ở ngoài cái công tác kiểm tra kiểm soát thì đội cũng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tới các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm, khuyến cáo tới các cơ sở kinh doanh là à, nhập hàng hóa phải đảm bảo chất lượng. Để hạn chế tình trạng mua bán mũ bảo hiểm không đúng đủ tiêu chuẩn, thời gian tới, đội quản lý thị trường số 1 tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền phổ biến nâng cao hiểu biết, ý thức của các hộ kinh doanh mũ bảo hiểm trong việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mũ bảo hiểm, xử lý nghiêm việc kinh doanh mũ bảo hiểm không bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc không rõ ràng nhằm bảo vệ tính mạng cho người tham gia giao thông.